Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1660 Tại lão giả áo bào trắng phía sau, còn đi theo mấy tôn khí tức phi phàm cao thủ, giữa hai người, bỗng chốc cũng là trung kỳ thánh chủ, khí chất cao ngạo, giữa có một tên hắc bào người đàn ông trung niên, ánh mắt ưng chí, ánh mắt sắc bén như đao phong, vừa ra tới, liền ánh mắt nhìn chầm chầm diệu quan thánh chủ, cảm thụ được diệu quan thánh chủ trên thân cường đại khí tức, ánh mắt hơi ngưng lại đoàn người này xuất hiện, trong nháy mắt đưa tới quảng hàng phủ vô số những cao thủ chú ý, từng cái ào ào ngẩng đầu, nội tâm lay động. Đặc biệt lão giả áo bào trắng trên thân phát ra khí tức, quá kinh khủng, cho mọi người mãnh liệt lay động. Đây chính là thiên công tác sao. Thiên giới đỉnh cấp một trong những thế lực, tùy tùy tiện tiện, liền phái ra tam đại trung kỳ thánh chủ cao thủ, đầu lĩnh vẫn là thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cường giả, một thân khí tức như là đại dương mênh mông, tịch quyển đi ra, làm cho tất cả mọi người đều sự khó thở, có một loại nhìn liệt nhật cảm giác. Nghĩ không ra bọn họ quảng hàng phủ còn có như thế về sau, quảng hàng phủ xa xa toàn bộ ngưng mắt nhìn nơi này những cao thủ, trong lòng đều mênh mông vạn phần, kích động không thôi. Diệu quang, hy vọng ngươi vẫn khỏe a. À. Đoàn người này vừa sải bước ra, trong nháy mắt sẽ tới quản hàng cung phía trước cùng diệu quan thánh chủ đám người bốn mắt nhìn nhau kia lão giả thanh đạm nói ra quan sát tỉ mỉ diệu quan thánh chủ ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lòng lại cuốn lên sóng biển một dạng âm thầm lay động hắn nhìn ra diệu quan thánh chủ xác định bước vào đến thiên thánh trung kỳ cảnh giới cùng trong tin tức đồng dạng hắn tự nhiên sẽ hiểu diệu quan thánh chủ lai lịch cũng biết hắn tại sao lại đi tới nơi này đông thiên giới vấn hàng thiên đảm nhiệm phân bộ bộ trưởng vốn là một cái dáng chức người, xuống phạt đến hẻo lánh chỗ, nghĩ không ra vậy mà vì vậy đột phá đến thiên thánh trung kỳ cảnh giới, không biết được biết tin tức sau, thiên công tác giữa có bao nhiêu gia hỏa sẽ cảm thấy giật mình, ngoài ý muốn đây. Nguyên lai là thiên vân trưởng lão, diệu quan gặp qua thiên vân trưởng lão. Diệu quan thánh chủ chứng kiến đầu lĩnh lão giả, cũng là đi lên trước, cung kính hành lễ, đây tổng bộ người đến vật, tuy là hắn cũng có bối cảnh, nhưng loại thời điểm này, đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài cuồng ngạo. Thiên vân trưởng lão đường xa tới, đường đi mệt nhọc, xin thỉnh cùng Diệu quan tới trước, uống một chén rượu nhạt. Diệu quan thánh chủ mỉm cười nói. Một bên quảng hàng cung chủ cũng cười nói, mấy vị thiên công tác cao tầng đại giá quan lâm, ta quảng hàng phủ vẽ vang cho kẻ hèn này, không bằng cùng Diệu quan thánh chủ từng nói, đến ta quảng hàng phủ uống một chén rượu, tại hạ thay chư vị đón gió tẩy trần. Quản hàng cung chủ xoay người, sẽ mang theo nhóm người này đi quản hàng cung giữa lao đi. Uống nước rượu cũng không tất, diệu quan, chúng ta trước chuyến này đến, là bởi vì tần trần sự tình, nghe nói có thế lực bên ngoài cao thủ xông vào các ngươi quản hàng phủ, muốn nhằm vào tần trần cùng ngươi. Chúng ta thiên công tác cao tầng rất là chú ý, cố ý tới trước đưa ngươi cùng tầng trần tiếp trở về tổng bộ, bảo vệ lão giả râu bạc trắng cười khoát khoát tay. Này lão giả râu bạc trắng lời còn chưa nói hết đây, phía sau hắn trong hắc bào năm liền lạnh nhạt mở miệng lên, nhàn nhạt nói, diệu quan, đặc biệt tần trần, đại diện thiên công tác nhận được thiên giới thí luyện truyền thừa, tổng bộ rất là quan tâm cùng vui mừng, vì không cho tổng bộ một ít cao tầng các chờ quá lâu. Ngươi lập tức mang theo Tần Trần đi theo chúng ta trở về thiên công tác tổng bộ đi, đúng, Tần Trần đây vì cái gì còn không ra. Thân là thiên công tác thánh tử, lúc này chẳng lẽ liền cấp bậc lễ nghĩa cũng không biết sao. Nhìn thấy thiên vân trưởng lão cũng đều không ra nên, ngươi là làm sao quản giáo đệ tử. Trung niên áo đen, thần sắc lạnh lùng, ngữ khí rất nóng, liếc lấy diệu quan thánh chủ. Ha ha, thiên vân trưởng lão, mấy vị, cũng không tất cấp gáp như vậy nha, mấy vị đường đi mệt nhọc, dù sao cũng phải nghỉ ngơi một phen mới phải. Còn có Tần Trần, đây cũng là Diệu Quang muốn cùng chư vị giải thích, đến, đến, đến trước vào quảng hàng cung lại nói. Diệu Quang Thánh chủ vừa cười vừa nói, tay phải chặn lại, chỉ dẫn mọi người. Giải thích, có cái gì tốt giải thích đây? Tần Trần đây, còn không ra. Là coi nhẹ chúng ta thiên công tác sao? Còn có Diệu Quang, ngươi thân là ta thiên công tác phân bộ bộ trưởng, cư nhiên cùng tọa trấn bản thổ thế lực cấu kết cùng một chỗ, còn mang theo chúng ta tiến vào này quản hàng cung. Hừ, làm sao, chẳng lẽ tổng bộ phái ngươi tới là ăn chơi đàn điếm, yêu đương? Ngươi thiên công tác phân bộ đây. Cũng không muốn. Còn thể thống gì? Trung niên áo đen, ngữ khí băng lãnh, trào phúng nói ra, trong ánh mắt tản ra yếu ớt quan mang, cười lạnh quét mắt quản hàng cung chủ cùng diệu quan thánh chủ hai người, ánh mắt kia quá kiêu ngạo, mặt ngoài lại nói hai người có một loại giảng hòa quan hệ. Trên sân nguyên bản ấm áp bầu không khí, thoáng cái lúng túng, quảng hàng cung mỗi người khí sắc đều khó xem, nụ cười trên mặt, thoáng cái ngưng kết. Này thiên công tác người chuyện gì xảy ra? Không phải bọn họ quản hàng phủ hậu trường sao? Với lại tần trần vẫn là thiên công tác thánh tử, dựa theo đạo lý, thiên công tác ra một cái như vậy thiên kiêu, lẽ ra thập phần vui vẻ a à, làm sao trong lời nói đều là khiêu khích không ít người khí sắc dần dần khó xem Quảng hàng cung chủ ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống khí sắc u lạnh lạnh lùng quét mắt trung niên áo đen nam tử làm sao ta nói sai trung niên nhân áo đen cười nhạo một tiếng ngữ khí lạnh nhạt cao cao tại thượng được đem tầng trần giao ra đây đi hắn nhận được thí luyện truyền thừa rất là nguy hiểm chỉ có tiến vào thiên công tác tổng bộ mới sẽ không bị người nhằm vào diệu quan ngươi đem người mang ra ngoài theo chúng ta đi đi đừng lãng phí thời gian nguyên long lão giả râu bạc trắng quét mắt trung niên áo đen ngăn cản hắn mở miệng làm như có chút bất mãn sau đó hướng về phía quản hàng cung chủ nói quản hàng phủ chủ nguyên long hắn chính là cái này tính cách ngươi đừng chú ý bất quá nguyên long theo như lời cũng có một chút đạo lý Diệu Quang, ngươi đem Tần Trần mang ra ngoài đi, chúng ta hàng lâm, hắn há có thể không ở tại chỗ. Nhanh chóng trở về tổng bộ, chư vị cao tầng đều đang đợi lấy trông thấy cái này khoái động thiên giới phong vân người tuổi trẻ đây. Thiên vân trưởng lão, thật sự là xin lỗi, Tần Trần hắn không ở quảng hàng phủ. Diệu Quang Thánh chủ kìm nén tức giận, giải thích. Không ở quảng hàng phủ, khi gọi nguyên long trung niên hắc y thánh chủ cười lạnh một tiếng, híp mắt, nở rộ nhẹ nhẹ hàng ý diệu quang, ngươi không sẽ là không muốn đem tần trần giao ra đây chứ? hay là nói mơ ước trên người hắn tôn giả truyền thừa, ngươi đã đem người cho giết? diệu quang thánh chủ nghe đến đó, cũng không nhịn được nữa, ầm uhm. trong thân thể hắn một cổ đáng sợ tràn ngập sát cơ ra ngoài, cường hãn trung kỳ thánh chủ bi áp chợt trấn áp tại trung niên nhân áo đen trên thân, ầm ầm, hai người đều là trung kỳ thánh chủ, khí tức đáng sợ, va chạm lẫn nhau, hư không đều ù ù tiếng nổ, phát ra rung. Nguyên Long, khác cho thể diện mà không cần, năm đó ngươi vậy không thành khí sư đệ phải muốn gọi nhịp với ta, kết quả bị ta phế, làm sao? Ngươi bây giờ muốn báo thù cho hắn. Cố ý nhằm vào ta. Năm đó có sư tôn đảm bảo ta, hiện tại coi như sư tôn không ở, ta diệu quang cũng không sợ ngươi, có bản lĩnh liền quang minh chính đại đến. ở chỗ này lại nhảy là thứ gì? ta nhổ vào. ta đã sớm cảm thấy ngươi và ngươi phế vật kia sư đệ đồng dạng là một âm hiểm mặt hàng. hiện tại xem ra quả thế. diệu quang thánh chủ trực tiếp liền tức giận mắng lên. này nguyên long thánh chủ không là người khác, đúng là hắn năm đó ở thiên công tác tổng bộ một cái địch thủ cũ năm đó này nguyên long thánh chủ sư đệ bình thường tìm diệu quan thánh chủ phiền toái tại một lần trong tỷ thí trực tiếp bị nóng nảy diệu quan thánh chủ cho phế triệt để trở thành một phế nhân năm đó diệu quan thánh chủ cũng bởi vì chuyện này bị xử phạt về sau cũng là hắn bị giáng chức một trong những nguyên nhân bây giờ nghe này nguyên long ba phen nhiều lần bới móc diệu quan thánh chủ có thể chịu mới là lạ diệu quan ngươi lòng can đảm lớn coi là đột phá trung kỳ thánh chủ, liền dám cùng bản tọa gọi nhịp hay sao? Nguyên Long thánh chủ ánh mắt trầm xuống, vanh, trên người hắn dũng động đáng sợ sát cơ, màu đen khí tức phóng lên cao, hóa thành như đại dương mênh mông tịch quyển, ung ung, vô tận lực lượng kinh khủng, hóa thành một cái màu đen nộ long, hướng diệu quan thánh chủ tấn công mà tới. Này màu đen nộ long, ngửa mặt lên trời gầm thét, âm thanh chấn động cửu tiêu, vì thế quá kinh khủng. Trung động thiên khung, cả tòa quản hàng cung đều ở đây một cổ lực lượng phía dưới ù ù rung. Trung niên nhân áo đen ánh mắt băng lạnh, đây là muốn cho Diệu Quang Thánh chủ một cái hung hăng giáo huấn. Nguyên Long, ta Diệu Quang sợ ngươi sao? Diệu Quang Thánh chủ quát lạnh một tiếng, giơ tay lên chính là đấm ra một quyền, trên người hắn oanh nhiễu lộng lẫy hào quang, cả người tựu như cùng nhất đạo hừng hực liệt nhật, tia sáng kia quá chói mắt mang theo một cổ không thể địch nổi bá đạo lực lượng, cùng trung niên nhân áo đen màu đen nộ long hung hăng đụng vào nhau. ầm ầm, Hai người công kích dương động đầy trời phép tắc, đại đạo hóa thành thông thiên cự trụ, lẫn nhau hung hăng va chạm. Thật đáng sợ, quá cường đại. ầm, Hai cổ lực lượng va chạm, trung niên nhân áo đen mặt hơi biến sắc, chỉ cảm thấy một cổ không gì sánh kịp lực lượng đánh tới. Diệu quan thánh chủ lộng lẫy quyền mang, chợt đánh vào hắn chỗ thi triển ra nộ long trên, nộ long gầm thét một tiếng, lại bị diệu quan thánh chủ quyền uy công kích thoáng cái oanh bạo ra. Một cổ mạnh mẽ chí dương chi khí thông thiên, giờ khắc này, diệu quan thánh chủ như là hóa thành một lần cực nóng liệt nhật, toát ra không thể tập trung nhìn đáng sợ phép tắc. Cái gì? Một kích phía dưới, tất cả mọi người biến sắc, tự liền lão giả râu bạc trắng trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ khiếp sợ nhìn diệu quan thánh chủ, diệu quan thánh chủ trong cơ thể khí tức, không gì sánh được sự hùng hậu, căn bản không như là một cái mới vừa đột phá thiên thánh trung kỳ thánh chủ, ngược lại như là một cái uy tín lâu năm thánh chủ. Điều này sao có thể chứ? Bất kỳ một cái nào thiên tài, cho dù cường đại trở lại, bước vào trung kỳ thánh chủ sau, cũng cần phải tốn thời gian dài mới có thể củng cố bản thân lực lượng, đồng thời đem bản thân lực lượng đạt đến một cái trạng thái tột cùng. Thế nhưng diệu quan thánh chủ dáng vẻ quá đặc biệt, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Một kích trên, nguyên long chẳng những không có chiếm được tiện nghi, ngược lại sắc mặt khó coi, hỗn hển. Mà hai người giao thủ, cũng trong nháy mắt kinh động cả tòa quản hàng cung, tức khắc vô số cao thủ đều kinh hãi nhìn về phía nơi này, xem hướng lên bầu trời giữa một đám người từng cái không khỏi khiếp sợ diệu quan thánh chủ đại nhân không phải thiên công tác bộ trưởng sao như thế nào cùng thiên công tác tổng bộ đến cao tầng giao phong phía trên về phần quản hàng cung chủ ánh mắt càng là lạnh lẽo ầm uhm. trên người nàng nhất đạo băng lãnh hàng băng khí tức tràn ngập ra ken két két bốn phía hư không Phản phất trong nháy mắt đóng băng một dạng vô tận hơi lạnh tỏa ra tạo thành một cái hàng băng lĩnh vực bao phủ ở thiên công tác rất nhiều cao thủ. Đồng thời, phía dưới quảng hàng cung giữa, một cổ kinh khủng trận pháp cũng dâng lên, trận pháp ù ù, hóa thành ngập trời trận quang, đem thiên công tác tất cả mọi người vây quanh. Đây, lão giả râu bạc trắng thiên vân trưởng lão mặt hơi biến sắc, ở đây thiên công tác một gã khác trung kỳ thánh chủ, cùng với dư mấy tôn sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ, khí sắc cũng thay đổi, này một cổ hàng băng chi lực quanh nhiễu hạ xuống, bọn họ đều cảm thấy trong cơ thể thánh nguyên cứng lại, có một loại sắp bị băng phong cảm giác. Kháo! Này quảng hàng cung chủ thật mới đột phá trung kỳ thánh chủ không bao lâu sao? Làm sao cảm giác như là một cái uy tín lâu năm trung kỳ thánh chủ một dạng, này hàng băng chi lực vận chuyển lô hỏa thuần thanh, để cho bọn họ đều có chút trung động. Thiên vân trưởng lão, ngươi thiên công tác chẳng lẽ là đến ta vấn hàng thiên thẩm vấn tội phạm sao? quản hàng cung chủ ngạo đứng ở trong hư không, ngữ khí băng lãnh, ánh mắt xâm hàng, lạnh lùng nói ra, nàng đối mặt thiên công tác cao tầng, đều không có nhượng bộ chút nào. Sưu sưu sưu. Cùng lúc đó, theo quản hàng cung giữa, từng đạo khí tức dâng lên, những khí tức này, mỗi cái đều rất cường đại, vậy mà tất cả đều là thánh chủ cao thủ. Một cái. Hai vị. Ba vị. Từng vị cao thủ ào ào dâng lên. Có Thánh chủ Sơ Kỳ đỉnh phong Vĩnh Hòa phủ phủ chủ, Lăng Tuyết cung cung chủ, Minh Tuệ các các chủ, Thiên Diễn tông tông chủ, cùng với Kha Giật Thánh chủ cùng vấn hàng thiên rất nhiều phủ vực cao thủ, cũng có Úy Tư Thanh, Chu Vũ Thánh, Khúc Cao Phong, Quyền Mộ Liễu các thế hệ trẻ tuổi, vừa mới đột phá Thánh chủ. Chỉ một tháng, ước chừng vượt lên trên 10 cái Thánh chủ huyền phù ở chân trời ở trên lạnh lùng ngưng mắt nhìn thiên công tác một đám người, đối mặt thiên vân trưởng lão dẫn dắt một đám cao thủ, trên mặt bọn họ vậy mà không có loại sợ hãi, có chỉ là vô tận chiến ý. Tràng diện không gì sánh được ngưng trọng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Diệu quan thánh chủ, ngươi cho rằng ngươi đột phá trung kỳ thánh chủ cảnh giới, bản tọa liền lấy không dưới ngươi sao. Nguyên Long thánh chủ nổi giận, tráng nổi gân xanh, quanh, trong thân thể hắn một cổ khí tức đáng sợ dâng lên trên thân oanh nhiễu xuất ra đạo đạo đen kịch phù văn những phù văn này không gì sánh được thâm trầm hùng hậu mỗi nhất đạo đều có thể chấn vỡ sơn nhạc quá cường hãn thế nhưng không có khả năng hắn tiếp tục xuất thủ thiên vân thánh chủ lại chợt động trực tiếp xuất hiện tại nguyên long thánh chủ trước người lạnh lùng trách mắng nói đủ thiên vân trưởng lão để cho ta dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa." Nguyên Long Thánh Chủ cả giận nói. "Nguyên Long Thánh Chủ, ngươi muốn vi phạm thiên công tác luật sắc, cùng thiên giới thế lực địa phương người động thủ, đem thiên công tác kéo vào thiên giới các đại thế lực thảo phạt phạm vi sao?" Thiên Vân trưởng lão tức giận nói ra, lời vừa nói ra, Nguyên Long Thánh Chủ trên thân tức giận lập tức áp chế lại, nhưng thần sắc y nguyên tức giận không gì sánh được chư vị quản hàng cung chủ thật sự là xin lỗi ta thiên công tác không có cùng chư vị là địch ý nghĩ ta thiên công tác theo thành lập một ngày kia trở đi liền tuân theo bảo vệ thiên giới trật tự bảo hộ thiên giới hòa bình muốn đảm nhiệm đoạn không có cắm vào bất kỳ thế lực nào trong thiên vân trưởng lão một bên giải thích một bên khiến người khác không nên tức giận quản hàng cung chủ bọn họ cũng không phải thật muốn động thủ rất nhanh tràn diện liền lại bình thản xuống Thiên vân trưởng lão, Tần Trần xác định không ở quảng hàng phủ, bởi vì liên tiếp có người ngoài nhằm vào ta quảng hàng phủ, vì phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đồng thời cũng là vì bảo hộ Tần Trần an toàn, sở dĩ Tần Trần tạm thời rời khỏi quảng hàng phủ, còn đi chỗ nào, chúng ta cũng không rõ, nếu như thiên vân trưởng lão phải muốn tìm Tần Trần, vậy bản cung cũng không còn biện pháp gì. Quảng hàng cung chủ không kiêu ngạo không xỉm định nói ra, lạnh lẽo cô quạng như là nữ thần. Ha ha, minh bạch, minh bạch, chúng ta lần này tới trước, cũng là vì bảo hộ tần trần an toàn, nếu hắn không ở quảng hàng phủ, như vậy có cơ hội xin thỉnh quảng hàng cung chủ đưa tin tần trần, dù sao, ở bên ngoài không bằng trở lại thiên công tác tổng bộ càng thêm an toàn, cũng thỉnh quảng hàng cung chủ chuyển cáo tần trần, ta thiên công tác thủy chung là hắn kiên định hậu thuẫn bất kỳ người nào đều không có tư cách đối với ta thiên công tác đệ tử động thủ. Thiên vân trưởng lão cười nói. Thiên vân trưởng lão, tại hạ biết. Quảng hàng cung chủ gật đầu. Đã như vậy, vậy bọn ta trước hết cáo từ. Thiên vân trưởng lão cười cười, mắt nhìn diệu quan thánh chủ, diệu quan, ngươi lần này đột phá thiên thánh trung kỳ cảnh giới, tổng bộ đối với ngươi trừng phạt, có lẽ sớm muộn gì cũng muốn giải trừ ngươi là còn ở tại chỗ này đây vẫn là lần này theo chúng ta cùng nhau trở về tổng bộ đi hồi thiên vân trưởng lão diệu quan thân là quản hàng phủ thiên công tác phân bộ bộ trưởng ở chỗ này còn có một ít chuyện phải xử lý lần này cũng không cùng trưởng lão trở về thôi được thiên vân trưởng lão gật đầu vậy ta liền cáo từ giọng nói rơi xuống thiên vân trưởng lão cũng không lời thừa mang theo nguyên long thánh chủ đám người trở lại chiến hạm trong Quanh, chiến hạm bốc lên quang mang, trong nháy mắt biến mất. Hừ, này thiên công tác cao tầng, đều là bộ dáng này. Diệu quang, so với ngươi tới, cũng đều không kém ít chứ sao? Quản hàng cung chủ nhìn thiên công tác rời đi bóng lưng, hừ lạnh một tiếng. Diệu quang thánh chủ cười khổ một tiếng, "Quản hàng cung chủ, ngươi thì có khả năng không có khả năng khác cách ứng ta." Hắn cau mày một cái, nói tiếp bất quá lần này xác định có chút kỳ quái thiên vân trưởng lão đến rất bình thường hắn tại thiên công tác tổng bộ chính là đặc biệt xử lý giữa đệ tử sự vụ coi như là bản chất công tác nhưng nguyên long thánh chủ tại tổng bộ thời gian liền cùng ta quan tâm không tốt tổng bộ phái hắn qua đây ngược lại có chút kỳ quái chẳng lẽ không biết đối phương sẽ cùng ta có mâu thuẫn sao hắn rất là nghi hoặc nếu như thiên công tác tổng bộ rõ là chú trọng bọn họ không quá hẳn là để cho Nguyên Long Thánh Chủ cái hội này cùng hắn nổi lên va chạm trước người tới. Ngươi cho rằng Nguyên Long Thánh Chủ đến, là một cái ngoài ý muốn sao? Quảng hàng cung chủ cười lạnh một tiếng, ngươi đừng quên, tần trần trước khi đi từng nói, tuyệt đối không nên đem hắn hành tung, nói cho thiên công tác cao tầng, trước ta không là rất rõ ràng, nhưng bây giờ ta minh bạch. A, à, chẳng lẽ ngươi là nói, thiên công tác cao tầng, có người muốn nhằm vào tầng trần. Diệu quan thánh chủ ánh mắt ngưng trọng, hít một hơi lãnh khí, lúc đầu hắn đến không phải rất tin tưởng, thế nhưng hiện tại, tỉ mỹ hồi tưởng lại, cũng mơ hồ có chút nghi ngờ. Thế nhưng khoảng khắc, hắn lại lắc đầu, ta không tin sư tôn bọn họ là người như vậy. Không có nói là ngươi sư tôn, thế nhưng lần này tới đây những người này, tuyệt đối có vấn đề, coi như là ngươi sau này gặp phải, cũng phải cẩn thận một chút quản hàng cung chủ cười cười, hiếp mắt nói, bất quá lần này xem xem như là hoàn thành, đi qua chuyện lần này, chúng ta vấn hàng thiên đã bị thiên giới rất nhiều thế lực đều chú ý ở trên diệu diệt phủ chủ coi như phát hiện diệt thiên thánh chủ bọn họ không thích hợp, cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Thiên công tác chiến hạm trong Nguyên Long Thánh Chủ cũng tới đến Thiên Vân Trưởng Lão thân trước, nhớ mày nói, Thiên Vân Trưởng Lão, ngươi lúc trước vì sao phải ngăn cản ta? Diệu quan thánh chủ coi như cường thịnh trở lại, bọn ta ra tay, cũng có thể cầm đến xuống, đến thời điểm đem tầng trần tìm ra, trực tiếp mang về thiên công tác, căn bản không người dám nói cái gì, chẳng lẽ quản hàng cung thật đúng là dám ngăn trở không được. Nguyên Long thánh chủ trên thân dũng động sát cơ lạnh như băng. Thiên vân trưởng lão lắc đầu, ngươi quá kích động, ta chỉ là để cho ngươi thăm dò một cái đối phương, nhưng không phải thật sự muốn động thủ bắt bọn họ, ngươi đừng quên chúng ta thân phận chúng ta đại diện là thiên công tác tuy là vị đại nhân kia có mặt khác phân phó nhưng còn chưa đủ để lấy để cho chúng ta trực tiếp phá hoại thiên công tác quy củ bằng không chúng ta coi như là hoàn thành vị kia nhiệm vụ trở lại tổng bộ cũng sẽ lọt vào trừng phạt được không bù mất chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy tính nguyên long thánh chủ cao mày chúng ta không mang trở về tầng trần trở về có lẽ mang về tầng trần đối với chúng ta mới có lợi sao? Thiên vân trưởng lão cười lạnh một tiếng, cười tủm tỉm trên mặt, đều là hàng ý, ta không biết một vị kia vì cái gì trong bí mật đối với ta xuống như thế mệnh lệnh, ta chỉ biết, coi như là mang về tầng trần, cũng không có chúng ta chỗ tốt gì, ngược lại tầng trần nếu muốn xảy ra vấn đề gì, chúng ta còn muốn gánh trách, Công giả truyền thừa, chẳng lẽ liền thật như vậy hấp dẫn người, cả kia một vị đều mơ ước. Thiên vân trưởng lão lắc lắc đầu nói, ta hiện tại tin tưởng, thiên hỏa tôn giả truyền thừa, xác định đáng sợ, có thể khiến cho quản hàng phủ tại ngắn như thế trong thời gian, sinh ra nhiều cao thủ như vậy, thế nhưng lấy một vị kia thân phận, không phải đối thiên hỏa tôn giả truyền thừa cảm thấy hứng thú mới phải. Như vậy là vì sao? Thiên vân trưởng lão cao mày, xa vào trầm tư. Đương nhiên, hắn cho nên trực tiếp rời khỏi, cũng có mặt khác nguyên nhân, đó chính là hắn có thể cảm nhận được, diệu quan thánh chủ cùng quảng hàng cung chủ theo như lời đều là thật, tần trần xác định không ở quảng hàng phủ giữa, trước tại quảng hàng cung bầu trời thời gian, hắn thi triển ra thiên thính địa thị đại pháp, nếu như tần trần ở nơi này quảng hàng cung, cho dù tại một ít bí ẩn không gian, hắn cũng sẽ không không hề cảm ứng được chút nào. Mà đúng như quảng hàng cung chủ bọn họ sở liệu vậy, thiên vân trưởng lão đám người sau khi rời đi, tại quảng hàng phủ chuyện phát sinh, trong nháy mắt liền truyền khắp thiên giới rất nhiều thế lực, thậm chí làm cho thiên công tác tổng bộ đều không thể không đứng ra giải thích một phen. Cái này cũng làm cho, vấn hàng thiên lọc vào nhiều hơn chú ý, đặc biệt tần trần rời khỏi quảng hàng cung tin tức, càng là đưa tới tất cả mọi người chú ý, rất nhiều thế lực đều nghi hoặc, tần trần cuối cùng đi chỗ nào. Hắn lại có thể trốn đi đâu vậy chứ? Lúc này ở đông thiên giới một chỗ thiên vực, Tần Trần Chính tại trong hư không bay đi lấy. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong đối diệt thiên thánh chủ đám người cảm ngộ trong, ung ung, từng đạo khí tức đáng sợ, liên tục dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong cơ thể, lớn mạnh Tần Trần thánh chủ bản nguyên, đồng thời ở vào càng không tạo hóa ngọc điệp giữa u thiên tuyết đám người, cũng không ngừng hấp thu tam đại thánh chủ lực lượng, đề thăng chính mình. Nếu như lúc này có người chứng kiến Tần Trần nói, nhất định sẽ thất kinh, bởi vì tầng trần trong cơ thể vô số pháp tắc chi lực dũng động ào ào tiến vào thân thể hắn bộc phát ra chói mắt lực lượng bất quá bởi thiếu khuyết thánh chủ thánh mạch duyên cớ tầng trần cảnh giới tuy nhiên không ngừng đề thăng đối với thiên đạo cảm ngộ cũng không ngừng tăng mạnh thế nhưng tu vi nhưng thủy chung cắm ở sơ kỳ thánh chủ cảnh giới khoảng cách sơ kỳ đỉnh phong thủy chung có như vậy một bước ngắn vẫn là thiếu khuyết thánh mạch a tần trần thở dài nếu như có đầy đủ thánh mạch tần trần có thể tự xưng là hắn tuyệt đối có thể trong nháy mắt bước vào đến sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ cảnh giới thực lực đề thăng rất nhiều một khi chờ hắn bước vào sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới coi như là gặp lại diệt thiên thánh chủ như vậy cao thủ cũng không trở thành giống như trước phiền phức như vậy cần tiêu hao như vậy tinh lực ầm ầm một ngày tần trần ngồi chiến hạm đột nhiên thì rung một cái rốt cục tới chỗ sao? Tần Trần đứng thẳng lên, nhìn trước mắt xuất hiện phiến thiên vực, xem ra ta cần thánh chủ thánh mạch, không sai biệt lắm cũng có thể tìm đến. Tần Trần cười, chỉ là nụ cười, không gì sánh được lạnh lùng, giống như tử thần. Tần Trần nhìn trước mắt này phiến thiên vực, này phiến thiên vực, ở vào đông thiên giới khảm vị, chỗ hết sức tuyệt hảo, có long bàn hổ cứ chi thế, có thể nói tuyệt thế chỗ. Mảnh này thiên vực đúng là tại Đông Thiên giới tiếng tâm lừng lẫy Quảng Nguyệt Thiên. Quảng Nguyệt Thiên là Đông Thiên giới hạch tâm thiên vực một trong, nổi danh bên ngoài, thuộc về Đông Thiên giới trung đẳng thế lực, nhưng chiếm Đông Thiên giới khu vực nồng cốt, liên lạc Đông Thiên giới vài tòa bậc trung thiên vực, chỗ hết sức then chốt. Từ lúc hàng vạn năm trước, Diệu Diệt Phủ liền tầng ở chỗ này bày ám tử, tính toán trong bí mật khống chế Quảng Nguyệt Thiên. Bất quá bởi Quảng Nguyệt Thiên thế lực hết sức phức tạp, hôm nay quản nguyệt thiên giữa, tuy là cao cấp nhất năm cái trong thế lực, có ba cái đều đã bị diệu diệt phủ khống chế, nhưng diệu diệt phủ vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ quản nguyệt thiên. Có thể nói, quản nguyệt thiên là diệu diệt phủ sau đó phải gặm một khối lớn xương, thậm chí là diệu diệt phủ muốn trưởng khống mảnh này thiên vực khu vực cần phải đi qua, yếu địa chiến lược. Theo cửu ô thánh chủ trong trí nhớ, Tần Trần ước chừng hiểu được, cửu u thánh chủ cùng mang hoang thánh chủ lúc trước, liền liên tục tọa trấn tại đây Quảng Nguyệt Thiên, liên hợp Quảng Nguyệt Thiên ba thế lực lớn, trong bí mật chiếm đoạt mặt khác hai thế lực lớn, làm đến chân chính trưởng khống Quảng Nguyệt Thiên, nhưng đáng tiếc cửu u thánh chủ cùng mang hoang thánh chủ bị tạm thời điều đi vấn hàng thiên, bắt tần trần, kết quả bỏ mạng ở vấn hàng thiên trong. Liền lấy này Quảng Nguyệt Thiên khai đao đi. Tần Trần làm ra quyết định. Đồng thời, hắn cũng muốn rất cẩn thận, Quảng Nguyệt Thiên không giống với Vấn Hàng Thiên, thực lực rất mạnh, là trung đẳng thiên vực, có trung kỳ thánh chủ, lại không chỉ một vị, thậm chí, có trung kỳ đỉnh phong thánh chủ tọa trấn, cực cường hãn. Muốn nhằm vào như thế thế lực, nhất định phải tính trước làm sao, tùy tiện động thủ, vạn nhất bại lộ thân phận, nơi này cũng không phải là Vấn Hàng Thiên. Diệu diệt phủ chủ một khi được biết tin tức xuất thủ, tần trần cơ hồ không có địa phương có thể trốn. Vì vậy, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thắng được thành công, tại diệu diệt phủ phản ứng kịp trước, lấy được tiên cơ. Ngô, xua hổ nuốt sói, ngược lại một cái phương pháp. Tần trần trầm tư, hắn không có cái loại này tùy tiện động thủ người, làm bất cứ chuyện gì, đều phải bày mưu rồi hành động. Hô! Hắn thả người tiến vào quảng nguyệt thiên, sát cơ dư sôi, các loại văn minh lực ở trên người hắn lưu chuyển dần dần trên người hắn khí tức biến phải cổ xưa lên thân thể tại nâng cao xương cốt đang biến hóa đây hoang cổ thân thể thần dị thuật đồng thời từng đạo mang hoang khí tức bao phủ để cho tầng trần khuôn mặt bắt đầu biến phải già nua như là một cái sừng sững lão giả không gì sánh được tang thương hắn đi lại tại quảng nguyệt thiên lãnh thổ quốc gia giống như một lữ nhân đi qua nơi đây Loại biến hóa này quá kinh người. Đây từ bên trong ra ngoài biến hóa, kết hợp bổ thiên chi thuật, tầng trần như là biến người một dạng, coi như là lại thân cận người, đều không cách nào phân biệt ra hắn khí tức. Hắn chống gậy như đồng sắp sửa xuống mồ lão già, run rẩy. Thế nhưng làm hắn lúc này sơ qua nắm tay lúc, nhưng trong nháy mắt giống như một đầu chân long hồi phục. ầm, trong sát na giống như nhất đạo tiên lôi nổ tung kèm đáng sợ sương trắng, để cho không gian đều vạn vẹo, đều sụp đổ. Tại hắn chung quanh, thánh chủ phép tắt thành phiến, chi chít, như là hừng hực ti chớp đang đang xen cực đáng sợ. Hắn đem mang hoang thánh chủ lực lượng, dung nhập bản thân, lại mang một chút cửu u thánh chủ u lãnh, đồng thời, còn nhất đạo diệt thiên thánh chủ lực lượng hủy diệt, kết hợp hoang thần chi chủ cùng vĩnh hằng kiếm chủ khí tức, trở thành một cái chưa từng thấy qua đỉnh cấp cao thủ từng đạo thánh chủ trung kỳ bản nguyên ở trên người hắn oanh nhiễu, đây không phải là hắn bản thân ngưng luyện ra đến, mà là hắn thánh chủ bản nguyên, kết hợp mang hoang thánh chủ đám người bản nguyên, tạo thành trung kỳ thánh chủ lực, hết sức rất thật, cơ hồ không ai dò xét đi ra thật giả. Vù vù Tần trần nhẹ nhàng thôi động của lực lượng này, tức khắc, quần sơn tại tiếng nổ, cộng hưởng theo, cả sơn mạch, bao la mãn hoang sơn lâm đều như muốn đi theo nổ tung, trong lúc nhất thời đất trung núi chuyển, hư không đều chấn động. Tần trần chấn động lúc, huyết khí mênh mông, theo sừng sững lão giả trở thành cường giả tuyệt thế, trùng trùng điệp điệp, che đậy mặt trời, đè ép cả mênh mông sơn mạch cùng hư không, khiến cho các loại sinh vật đều sợ run, rất nhiều đều là bá chủ cấp, thế nhưng đều là nơm nớp lo sợ, bị áp chế nằm sổn trên mặt đất trung lẫy bẫy. Đây cũng là tần trần thu nhận diệt thiên thánh chủ mấy đại trung kỳ thánh chủ sau, ngưng luyện đi ra lực lượng. Ngô, rất giống, cơ hồ không ai có thể nhận ra được. Tần Trần tự nói, hắn tỉ mỉ cảm nhận, khẽ gật đầu, hắn lấy cái thân phận này đi đến khác địa vực, đoạn không có khả năng có người có thể nhận ra hắn thân phận chân thật, bổ thiên chi thuật quá thần kỳ, có thể tu bổ tất cả lỗ hở, liền Tần Trần đều hoài nghi mình có phải hay không trung kỳ thánh chủ. Đáng tiếc, duy nhất trên lệch là tu vi, nếu quả thật muốn chiến đấu đến ngàn cân treo sợ tóc nói không chừng sẽ bị người nhận ra lai lịch dò xét đi ra mánh khóe bất quá tần trần không sợ hắn tu vi là giả nhưng thực lực là thật mặc dù đối phương cảm nhận đi ra một ít cũng nhiều nhất có một ít nghi ngờ không có khả năng thật nhìn ra hắn chân diện mục nếu như chờ đến hắn thu nhận đầy đủ thánh chủ thánh mạch bước vào sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ tu vi sẽ càng thêm sinh động như thật đến thời điểm, bất kỳ người nào cũng sẽ bị lừa dối. Đi thôi, nên xuất kích, không nên lãng phí thời gian, bất quá trước lúc này, trước tiên cần phải tìm được ta hai vị thủ hạ, Diệu Diệt phủ, Đắc tội bản thiếu, là các ngươi lớn nhất bất hạnh. Tần Trần tự nói, hắn lăng không mà độ, vừa sải bước ra, liền bước ra hư không vô tận, đi tới giả thiết xuống xem. Từng cái kinh người phủ vực cao vút kéo dài, Quảng Nguyệt Thiên Phủ Vực đều hết sức đáng sợ, giữa cao thủ quá nhiều, thậm chí bất kỳ một cái nào Phủ Vực, đều đủ để cùng vấn hàng thiên so sánh, đây chất khác biệt. Tần Trần cảm thán, chỉ là một cái bậc trung thiên vực, liền đáng sợ như thế, như vậy được xưng đông thiên giới cao cấp nhất một trong những thế lực diệu diệt phủ, lại sẽ cường đại bao nhiêu. Rất nhanh, Tần Trần một đường bay đi, tiến vào quảng nguyệt thiên khu vực nồng cốt. Tần Trần, Quảng Nguyệt Thiên ngũ đại thế lực giữa, có tam đại đã bị diệu diệt phủ trưởng khống, đồng thời, Quảng Nguyệt Thiên hết sức đoàn kết, ngũ đại thế lực đã cấu thành một thế lực liên minh, như ngươi vậy tùy tiện xông vào đi vào, sợ rằng sẽ mười phần nguy hiểm. Càng không tạo hóa ngọc điệp trong, U Thiên Tuyết lo lắng nói ra, diệu diệt phủ tại Quảng Nguyệt Thiên tiến hành nhiều năm bố trí, muốn nhất định tìm đúng một cái lý do. Không sao cả. Tần Trần nói, thiên tuyết ngươi có chỗ không biết ta tại thiên giới thí luyện thời gian đã từng nô dịch quản nguyệt thiên hai đại thiên kiêu thiệu kế khang cùng quản thành tiên tử hai người này đều là quản nguyệt thiên hai thế lực lớn thánh tử trước nhận được ta tôn giả ma hỏa tất nhiên sẽ trở thành hai thế lực lớn giữa đỉnh cấp nhân vật với lại bọn họ chỗ hai thế lực lớn vừa may là diệu diệt phủ muốn chiếm lấy hai thế lực lớn đây cũng là trước đây diệu vô danh lôi kéo hai người này nguyên nhân chỗ sở dĩ lần này hành động, ta sớm đã có hoàn toàn chắc chắn. Thì ra là thế. U Thiên Tuyết lộ ra vẻ bừng tỉnh, khó trách Tần Trần sẽ chọn nơi này, nguyên lai sớm có chuẩn bị. Bạch Tần Trần tiến vào Quảng Nguyệt Thiên, trong nháy mắt liền đem diệu vô danh cùng tô quyền theo càng không tạo hóa ngọc điệp trong thả ra ngoài. Chủ nhân Diệu vô danh cùng tô quyền liền không mình hành lễ. Hai người các ngươi, đi chỗ đó bị diệu diệt phủ trưởng khống ba thế lực lớn không có cửu u thánh chủ cùng mang hoang thánh chủ tọa trấn này ba thế lực lớn tất nhiên có chút bất an hai người các ngươi có thể lấy diệu diệt phủ thân phận tiến vào này ba thế lực lớn đến thời điểm phối hợp bản tọa hành động phải diệu vô danh cùng tô quyền liên tục hành lễ xoay người trong nháy mắt rời đi bản thân nhiều thủ hạ tần trần tự nhiên rất cốt lợi dụng lấy diệu vô danh cùng tô quyền thân phận chỉ cần biên soạn một ít lý do quản nguyệt thiên ba thế lực lớn chắc chắn sẽ không nghi ngờ đến thời điểm chỉ cần vận dụng một ít mưu kế thậm chí không cần tiêu hao bao nhiêu lực lượng thì có khả năng đem này quản nguyệt thiên nắm ở trong tay mình đi chúng ta đi trước quảng thành cung nghe đồn này quản nguyệt thiên giữa còn có một kiện chí bảo hàng nguyệt lăng ngược lại thích hợp thiên tuyết ngươi hàng nguyệt lăng là cái gì U Thiên Tuyết nghi ngờ nói: "Hàng Nguyệt Lăng là viễn cổ quản Nguyệt Thiên Nguyệt Nga Thánh chủ luyện chế nhất kiện Chí Bảo, tại thời đại viễn cổ, thậm chí siêu việt đỉnh phong Thánh chủ bảo vật, tiếp cận Tôn giả bảo vật trình độ, Nguyệt Nga Thánh chủ cũng là đỉnh phong Thánh chủ, chỉ thiếu chút nữa bước vào Tôn giả cảnh giới cường giả cấp cao nhất, nhưng đáng tiếc về sau thiên giới đại chiến, Nguyệt Nga Thánh chủ cũng ngã xuống trên chiến trường." Mà Hàng Nguyệt Lăng nghe đồn ẩn chứa nguyệt nga thánh chủ suốt đời truyền thừa bất quá những thứ này đều không coi vào đâu chân chính đặc thù là dựa vào hàng nguyệt lăng có thể tìm được nguyệt nga thánh chủ nguyệt vận tiên ngọc nghe đồn đây một khối bảo ngọc có đặc thù công hiệu có thể làm cho người chiếm được tu luyện thành nguyệt thần thể tuy là thiên tuyết ngươi nhận được thái âm lưu ly chí tôn bảo vật thế nhưng loại bảo vật này ai cũng không có ngại ít một khi tu luyện thành nguyệt thần thể có thể cho thân ngươi dung hư không, hóa thành ánh trăng, tại cùng cấp bậc có thể nói vô địch, năm đó Nguyệt Nga Thánh Chủ chính là dựa vào cái môn này thần thông, trở thành thiên giới tiếng tâm lừng lẫy cường giả, liền tôn giả đều không cách nào đơn giản đem chém giết, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn bị một cái ma tộc thiên. Tôn tiếp cận, chết trong chiến đấu. Những tin tình báo này, đều là tần trần theo diệt thiên thánh chủ trong trí nhớ được đến. Nghe vậy, U Thiên Tuyết cũng tâm động, này nguyệt thần thể, xác định cùng mình hết sức phù hợp. Đi thôi, đi trước quảng thành cung, vật này, xem như là vi phu thay ngươi dự định bảo vật. Tần Trần cười ha ha một tiếng, hướng quảng thành cung bay đi đi. Tần Trần tại quảng nguyệt thiên xuyên qua, không biết đi qua bao nhiêu lớp không gian, dọc theo đường đi từng trải rất nhiều phủ vực, còn có một chút cực kỳ nguy hiểm chỗ, bất quá Tần Trần không có ở nơi này dừng lại, mà là xa xa bay qua hắn mục tiêu là quản thành cung quản thành cung là quản nguyệt thiên năm đại thế lực một trong vô cùng cường đại so với toàn bộ vấn hàng thiên đều chắc chắn mạnh hơn cái gì nhân vương phủ cái gì còn kém rất rất xa bởi vì này quản thành cung giữa có trung kỳ thánh chủ quản nguyệt thiên thực lực tổng hợp mạnh hơn vấn hàng thiên quá nhiều lần không ở một cái tầng cấp phía trên sở dĩ cũng là diệu diệt phủ không gì sánh được chú ý bảo địa. Phía trước chính là quảng thành cung phạm vi thế lực. Đột nhiên, tần trần tại phiến không gì sánh được xa lạ trong hư không dừng bước chân lại. Hắn cảm giác được, này trong một vùng hư không, khí tức bắt đầu bất đồng, từng khỏa ngôi sao, đặc biệt lóe sáng, một ít cực đại liệt nhật, chiếu sáng. Trong hư không khí lưu, đây rõ ràng một loại nhẹ nhàng chi khí, bao phủ bốn phía, như là ánh trăng. Tần Trần ngư xem, đó là từng cái không gian đại lục. U Thiên Tuyết đột nhiên nói, chỉ hướng hư không chỗ sâu. Tần Trần xa xa nhìn ra ngoài, đã nhìn thấy, tại vô tận ngôi sao chỗ sâu, từng cái không gian đại lục nổi lơ lửng, mỗi một tòa không gian đại lục đều có cơ hồ có thiên vũ đại lục lớn như vậy, cứ như vậy lăng không nổi lơ lửng, dựa theo nhất định quỹ tích vận chuyển, vô số võ giả tại đây chút huyền phù ở trong không gian trên đại lục cư trụ. Tại nơi sâu xa của đại lục, càng bí ẩn bên trong không gian, ẩn nấp vô số mạnh mẽ khí tức. Đây chính là quảng thành cung đạo trường. Tần trần ánh mắt lóe lên, thân thể biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, ẩn nấp đi vào. Nơi này chính là quảng thành cung đạo trường. Thật sự là to lớn mạnh mẽ, ta trước tiên cần phải hỏi thăm một chút tin tức. Tần Trần ở một tòa không gian trên đại lục lặng lẽ xuất hiện, bởi vì hắn thần niệm xa xa bắn phá đến, này tòa không gian trên đại lục có không ít ngoại lai thánh giả, tại đây chút không gian phía trên kinh doanh các loại tử lâu, cửa hàng, thánh bảo xưởng, đang dược xưởng. Mỗi một tòa đại lục đều có thiên vũ đại lục rộng lớn như vậy. Những thứ này ngoại lai thánh giả, tự hồ là chịu quản thành cung che chở, tại giữa an cư lạc nghiệp, vô tai vô kiếp, không có ngoại lai đấu tranh rối loạn, không gì sánh được phồn thịnh, náo nhiệt. Cũng thường xuyên có một ít quản nguyệt thiên giữa các thế lực võ giả, đi tới nơi này từng cái không gian trên đại lục định cư, hoặc là làm chút buôn bán, thậm chí có một ít thánh giả, còn muốn bái nhập trong truyền thuyết quản thành cung. Xem như Quảng Nguyệt Thiên năm đại thế lực một trong, Quảng Thành Cung là vô số Quảng Nguyệt Thiên thánh giả các hướng tới chỗ. Tần Trần đi ở một cái đường phố rộng rãi ở trên đường phố lấy bạch ngọc trải thành, trái phải hai bên toàn bộ đều là cửa hàng, tửu lâu. Có một loại ở vào hạ giới trong thế tục cảm giác. Bất đồng duy nhất là những thứ này buôn bán người đều là thánh giả, có địa thánh, thiên thánh, bá chủ, cự đầu, thậm chí nửa bước thánh chủ đều không phải số ít. Đương nhiên, một ít đỉnh cấp thế lực trưởng khống giả, thậm chí là thánh chủ nhân vật bất quá nơi này buôn bán cùng địa phương khác bất đồng nhiều mấy phần bình tĩnh ít một chút tranh chấp quản thành cung là quản nguyệt thiên ngũ đại thế lực giữa nhất không tranh quyền thế tự nhiên cũng là rất nhiều ngoại lai võ giả nhất mộng tưởng tiến vào địa phương chỉ cần đến quản thành cung liền áo cơm không lo đương nhiên độ khó cũng vô cùng to lớn bốn phía trong không khí nhộn nhạo một cổ thanh linh chi khí hết sức thích hợp tu luyện như là ánh trăng rơi, lúc rảnh rỗi linh cùng trong suốt lãnh ý, cả tòa cự đại không gian đại lục, chậm chậm vận chuyển, dựa theo nhật nguyệt vận chuyển quỷ tích, là tu luyện phong thủy thánh địa. Tần trần tùy ý đi vào trong một ngôi tử lâu, nhìn một chút thực đơn, phía trên thì có rất nhiều ly kỳ cổ quái món ngon, biển sâu gan rồng, luyện ngục ma tu, yêu thánh nội đan, xào phượng lưỡi các loại, một ít rượu, cũng là thiên giới kỳ trân tất chế so với hàng thiên đều có thể xa hoa nhiều đương nhiên nơi này rượu và thức ăn giá đều là xa xỉ có thậm chí đến trên một triệu thượng phẩm thánh tinh giá tần trần tùy ý điểm một ít thức ăn như gan phượng cầm vũ cùng một bầu thánh dịch băng rượu tùy ý nhìn quan sát nơi này khí thế còn có suy tính vận mệnh cảm ứng nhân vật cường hoành tại đây tửu lâu chỗ sâu có một cái thần bí không gian phủ đệ hiển nhiên là tử lâu này cự đầu cư trú. Mà ở trong đó một ít tiểu nhị, cũng đều là tuyệt thế địa thánh, đặt vào quảng hàng phủ, đều đủ để là một phương thành chủ, thế nhưng tại đây quảng thành cung không gian đại lục phía trên, chỉ là trong tử lâu một cái tiểu nhị. Bất quá này trong tử lâu, không có bao nhiêu khách nhân, tần trần tùy ý đảo qua, tử lâu liền đại sảnh ngồi mấy người, trong gian phòng trang nhã, vậy cơ hồ là trống không. Ta hỏi ngươi một chuyện, quản thành cung đạo trường, là ở những thứ này không gian trong đại lục sao? Tần Trần đột nhiên gọi lại một cái tuyệt thế địa thánh tiểu nhị, tùy thời ném nhất kiện thánh bảo đi qua, lúc đầu hắn đến trên thân thánh bảo đã sạch sẽ trơn tru, bất quá tại chém giết diệt thiên thánh chủ cùng rất nhiều cao thủ sau, trên thân bảo vật chi chít, có một ít đê đoan bảo vật, Tần Trần đều lười được dung nhập vào càng không tạo hóa ngọc điệp trong, rất sợ quá mức pha tạp, giữa thì có một ít thiên thánh thánh bảo. Đối với hiện tại tầng trần mà nói, một ít trụ cột nhất thiên thánh thánh bảo, vậy cũng là rác rưởi một dạng, coi như là cao cấp nhất thiên thánh thánh bảo cũng không coi vào đâu, chỉ có nửa bức thánh chủ bảo vật ở trên đồ đạc, còn có thể miễn cưỡng nhập tầng trần pháp nhãn, nhưng là không có gì lớn dùng, chỉ có thể bị càng không tạo hóa ngọc điệp luyện hóa. Chỉ có hậu kỳ thánh chủ bảo vật, thậm chí đỉnh phong thánh bảo mới có thể làm cho hiện tại tần trần coi trọng một chút. Thiên Thánh Thánh Bảo Tiểu nhị này vừa nhận được trong tay, trên mặt lập tức hiển hiện ra cung kính thần sắc đến, tiền bối là mới tới đi, tử lâu chúng ta đại lão bản, chính là Quảng Thành Cung một vị đệ tử nòng cốt mở. Bất quá Quảng Thành Cung Sơn Môn, không ở nơi này chút không gian trong đại lục, mà là tại sâu hơn bên trong không gian bên trong, những thứ này không gian đại lục, là Quảng Thành Thiên tại thời đại viễn cổ, thành lập thủ hộ đại trận, mỗi một tòa không gian đại lục, thật đều là một cái mắt trận, trong đồn đãi chỉ có thánh chủ cao thủ mới có thể thôi động. Như thế nào mới có thể đủ đến Quảng Thành Thiên? Tần Trần khoát khoát tay. Cái này, không biết tiền bối tu vi như thế nào? Tiểu nhị này nói, nếu như tiền bối là thiên thánh nhân vật, cũng có thể đi Quảng Thành cung thử thời vận, nếu như tư chất tốt nói, có thể bị thu nhận vì đệ tử nồng cốt. Quảng thành cung đệ tử nồng cốt, đều phải là lĩnh ngộ thiên thánh phép tắc thiên thánh. Thật cũng không phải là như vậy, nếu như là quảng thành cung bản thổ võ giả, cái kia trời sinh chính là trong cung nhân vật, nhưng nếu như là ngoại lai người muốn, phải là thiên thánh nhân vật mới có tư cách, với lại nhất định phải phép tắc ngưng kết, nắm giữ thần thông, độ khó cực cao, rất nhiều quản nguyệt thiên tán tu, dù cho thanh danh hiển hách, cũng đều rất khó thông qua quảng thành cung khảo hạch. Nói chung, tại quảng thành cung giữa, không có trở thành thiên thánh là không có địa vị, đệ tử nồng cốt, muốn nhất định là thiên thánh cường giả, với lại phải là thiên thánh giữa người nổi bật, có tiềm lực phát triển. Ta nhìn qua, tiền bối liền nhất định là thiên thánh cao thủ, có thể tìm kiếm chút vận may. Vậy nếu như là thánh chủ đây? Tần Trần Mạng điều tư lý nói lời ấy hạ xuống, bất thí vô tình trời xét đánh, quanh động tứ phương. Thánh chủ, vô thượng thánh chủ, trưởng khống một phương phủ vực tồn tại. Thiên giới cao thủ tuyệt thế, tiền bối là thánh chủ. Tiểu nhị này thân thể rung một cái, kém điểm quỳ xuống, ánh mắt toát ra không thể tưởng tượng nổi thần quan. Không sai, ta lần này là tới Quảng Thành Cung Đạo Trường, đến làm một việc, bất quá không có ai tiếp dẫn, cũng không muốn tùy tiện tới cửa, các ngươi tử lâu lão bản, không có quản thành cung một vị đệ tử nồng cốt sao. Ta muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, không biết có thể hay không. Có thể, có thể. Ta đi bẩm báo, ta ngay lập tức sẽ đi bẩm báo, tiền bối xin hơi chờ đợi. Tiểu nhị này luôn miệng nói, khúng núm, lui ra ngoài. Tần trần, ta lúc đầu coi là, ngươi sẽ thi triển thực lực, trực tiếp tiến vào quảng thành cung trong tìm được quảng thành tiên tử lại đi thấy quảng thành cung cung chủ thương thảo vấn đề lấy được đối phương tín nhiệm nhằm vào diệu diệt phủ nghĩ không ra ngươi cư nhiên tại đây trong tử lâu nói ra chính mình tu vi để cho này đệ tử nồng cốt dẫn ngươi đi vào không có có một ít bỏ bản cầu mạc sao u thiên tuyết tại càng không tạo hóa ngọc điệp trong nghi hoặc nói thánh chủ một cái thánh chủ tại thế lực kia đều có thể được đầy đủ tôn kính là triệt để triệt để đại nhân vật ngươi thông qua đệ tử nòng cốt đi vào không sẽ chọc cho người nghi ngờ sao với lại ngươi trực tiếp bộc lộ ra thực lực mình có thể hay không không tốt thiên tuyết thật ta hiện tại cũng là tại ẩn dấu thực lực tần trần cười rộ lên ta mặc dù là sơ kỳ thánh chủ tu vi nhưng đủ để trong đánh giết kỳ thánh chủ ai biết ta thực lực chân chính trực tiếp tìm tới quản thành cung, mặc dù là nhanh, nhưng nhất định sẽ làm cho đối phương kiên kỵ, ngược lại dùng loại phương pháp này, có thể cho đối phương ít một chút cảnh giác. Tần Trần nhàn nhạt nói, chúng ta muốn làm đúng, đúng liên hợp quản nguyệt thiên hai thế lực lớn, phá hoại diệu diệt phủ âm mưu, trấn áp bọn họ ba thế lực lớn, ngược lại không phải là trực tiếp đại sát một phương, đến thời điểm lưu lại cục diện rối rắm, tuy là phá hoại diệu diệt phủ tính toán, nhưng tự chúng ta cũng không có được chỗ tốt, vẫn phải là từ từ bức tranh đến, ta muốn, là đêm này quản Nguyệt Thiên nắm ở trong tay mình, để cho dịu diệt phủ như nghẹn ở cổ họng. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo nói ra, khí tức biến sắc, một cổ thánh chủ theo trên thân nhô ra, không che giấu chút nào chính mình sơ kỳ thánh chủ tu vi. Chỉ chốc lát sau, trầm một trận không gian ba động, rất nhiều đại nhân vật, vượt qua hư không tới, xuất hiện tại trong tử lâu. Dẫn đầu là một cái vóc người to lớn, khuôn mặt một mạc, nhưng hai mắt giữa lại tinh mang lập lòe trung niên nhân. Trung niên nhân này tu vi, tầng trần đảo qua, lại là thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cự đầu, với lại tầng trần có thể cảm thụ được, người trung niên này tuổi rất trẻ, chỉ sợ cũng tu luyện không tới vạn năm, với lại đã có một loại bá chủ chi khí, đợi một thời gian, không ra mấy trăm hơn ngàn năm, khẳng định có thể đột phá thiên thánh hậu kỳ trở thành nhân vật bá chủ nhân vật như vậy tại bất kỳ một thế lực nào đều có thể nói cái thế thiên kiêu sở dĩ tại trung niên nhân này phía sau còn có một đám cao thủ tiền hô hậu ủng tuyệt đại đa số đều là thiên thánh trung kỳ cự đầu thậm chí còn có hai vị thiên thánh hậu kỳ bá chủ vây quanh người đàn ông trung niên này bất quá những người này một cái đều cảm giác được tần trần thả ra ngoài thánh chủ khí tức đều khí sắc lộ ra cung kính, mặc kệ là như thế nào, một cái thánh chủ, tại thiên giới thế lực kia, mặc dù là tại diệu diệt phủ, cũng đều là cái thế kinh thiên hạng người. Thánh chủ, đó là chân chính bước vào đến thiên giới đỉnh cấp cao thủ hàng ngũ, bất kỳ cái gì một cái đều không thể kinh thường, tại một ít phủ vực trong, có thể đảm nhiệm phủ chủ, quyền hành lừng lẫy đại nhân vật. Vì tiền bối này, ta chính là quản thành cung đệ tử nồng cốt hứa chí kiệt, không biết tiền bối tìm vãn bối chuyện gì. Muốn đi vào ta quản thành cung có chuyện gì quan trọng. Cái này quản thành cung đệ tử nòng cốt hứa chí kiệt, hiển nhiên là một tinh minh nhân vật, nhìn chầm chầm tần trần, ánh mắt lập lòe quan mang. Thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cự đầu. Chậm chạp đột phá không được bá chủ cảnh giới. Lấy thực lực ngươi, tiến vào thiên giới thí luyện chắc là không thành vấn đề, nhưng đáng tiếc, ngươi tuổi vượt cương một ít mất đi lần này tiến vào thiên giới thí luyện cơ hội, theo cự đầu bước vào đến bá chủ cảnh giới, mất đi cơ hội lần này, ngươi sợ rằng phải tiêu hao thêm phí mấy trăm hơn ngàn năm mới có thể bước vào bá chủ cảnh giới, một bước chậm, từng bước chậm, cũng được, bản tọa nhìn ngươi có duyên với ta, trước hết cho ngươi điểm chỗ tốt, để cho ngươi sớm ngày bước vào bá. Chủ cảnh giới đi. Tần trần mắt sáng lên, này hứa chí kiệt thân thể thì giống như biến phải không gì sánh được thông thấu lên, bất kỳ cái gì thánh nguyên ba động, trong thân thể lực lượng, đều bị hắn xem rõ ràng, rõ ràng rành mạch. Sau đó, tầng trần trong tay, xuất hiện nhất đạo pháp tắc bản nguyên, hiển hiện ra, tỏa ra bá chủ khí tức, dễ nhận thấy nhất đạo bá chủ lực lượng bản nguyên. Tần trần điểm ngón tay một cái, vù vù một tiếng, này đệ tử nòng cốt hứa chí kiệt liền lập tức bị cố định ở trong hư không, toàn thân cao thấp không thể động đậy, thần sắc hắn biến sắc, tiền bối, ngươi muốn muốn làm gì? Chẳng những là hứa chí kiệt, liền bên cạnh hắn người cũng đều mỗi cái không thể động đậy, giống như bị cầm cố một dạng, từng cái sắc mặt đại biến, trong lòng kinh sợ, chẳng lẽ là quản thành cung cừu nhân đến? Không có gì, ta thấy ngươi có duyên phận, cố ý đưa ngươi một đoạn cơ duyên mà thôi. Tần Trần tay run một cái, liền đem đạo này bá chủ bản nguyên đánh vào Hứa Chí Kiệt trong thân thể. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Hứa Chí Kiệt trong thân thể bản nguyên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, các loại lực lượng điên cuồng ngưng tụ, một tia bá chủ lực lượng dũng mãnh tràn vào đến toàn thân hắn, cải tạo hắn thân thể, các loại phép tắc dung hợp, trong nháy mắt, Hứa Chí Kiệt quanh thân thánh nguyên oanh nhiễu, thánh khí cuồn cuộn các loại lực lượng kinh khủng vậy mà tạo thành từng cổ mục dị tượng rầm 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 trên người hắn một cổ bá chủ khí tức hiện ra đến cả người phát ra gào thét tiếng một cổ mạnh mẽ pháp tắc chi lực tại trong thân thể hắn ngưng tụ toàn thân cao thấp đều có một loại kinh sợ vạn cổ nắm giữ một phương bá đạo ý tứ hàm xúc theo thiên thánh trung kỳ cự đầu đột phá đến thiên thánh hậu kỳ bá chủ đối với một dạng thiên thánh cao thủ mà nói đó là một cái thật lớn bình cảnh ít nhất cần mấy ngàn năm hơn vạn năm có thậm chí mấy vạn năm đều chưa chắc có thể đột phá mà hứa chí kiệt chính là quản thành cung thiên kiêu tuy là khả năng chỉ cần hơn mấy trăm ngàn năm thì có thể đột phá nhưng là sẽ tiêu hao hắn đại lượng tinh lực đối với dạng này thiên kiêu mà nói mấy trăm hơn ngàn năm là một cái hết sức quá trình khá dài nói không chừng còn như vậy trong năm tháng hắn tiềm lực cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn sau này cũng không còn cách nào tiến vào thánh chủ cảnh giới nếu không thiên giới thí luyện cũng sẽ không trọng yếu như vậy để cho vô số thiên kiêu nghĩ hết biện pháp đều tiến vào thí luyện trong nhận được đột phá bá chủ cơ duyên thế nhưng hiện tại tần trần trong nháy mắt để trong cơ thể hắn lực lượng phát sinh lột xác theo thiên thánh trung kỳ cự đầu nhất cử bước vào đến hậu kỳ bá chủ cảnh giới đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Bá chủ bản nguyên, ta cư nhiên ngưng luyện ra bá chủ bản nguyên, đây tha thiết ước mơ cảnh giới đột phá, coi như ta là quản thành cung đệ tử nòng cốt, đột phá bá chủ cảnh giới, cũng dị thường gian nan, ngàn dặm mới tìm được một, một khi đột phá, địa vị cũng sẽ có tăng lên cực lớn, thậm chí có thể có được một ít kinh người truyền thừa, bởi vì chỉ có bá chủ cảnh giới, mới xem như trùng kích thánh chủ cảnh giới cầu, không được bá chủ liền liền thánh chủ một khả năng nhỏ nhoi cũng. Không có. Hứa chí kiệt vô cùng rung động, mặt khó có thể tin, phụ thân vì để ta có thể nhanh chóng đột phá, nghĩ hết biện pháp, không biết chuẩn bị cho ta bao nhiêu thánh đan, cảm ngộ bao nhiêu phép tắc, đều không hữu dụng chỗ, tiền bối đây là cái gì thủ đoạn, cư nhiên làm cho ta thoáng cái đột phá. Hứa chí kiệt thành tựu bá chủ, hưng phấn liên tục, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông bá chủ lực, qua thật lâu mới tỉnh táo lại, nhìn Tần Trần bình tĩnh ánh mắt, một cái lộc bột, ngay lập tức sẽ quỳ một chân trên đất, không mình hành lễ. Phía sau hắn những bằng hữu kia các, cũng đều vô cùng khiếp sợ, đi theo vội vàng thoáng cái quỳ gối. Loại thủ đoạn này, quả thực là quá thần kỳ, bởi vì bọn họ cũng đều biết, mặc dù là thánh chủ cao thủ, cũng không khả năng để cho một cái thiên thánh trung kỳ cự đầu trực tiếp đột phá thiên thánh hậu kỳ bá chủ cảnh giới, bá chủ đột phá nếu quả thật đơn giản như vậy, cũng sẽ không có thiên giới thí luyện loại vật này. Tiền bối, đây ân tái tạo. Lớn như vậy ân, không biết lấy gì vì báo. Hứa chí kiệt quỳ gối xuống, trong miệng vừa nói, nhưng trong lòng cực điểm lay động, hắn cũng không phải trẻ nhỏ, thật sâu biết, văn học quán vê đúc của Gugan. Info có thể vì hắn đề thăng cảnh giới là bao nhiêu thủ đoạn nghịch thiên đã từng phụ thân hắn vì hắn, đặc biệt cầu qua quảng thành cung giữa không ít đại nhân vật, thậm chí là hắn thánh chủ cao thủ, nhưng cũng không có cách nào. Thậm chí ngay cả quảng thành cung cung chủ đại nhân, thánh chủ trung kỳ cường giả đỉnh cao cũng không có khả năng thoáng cái làm cho hắn đột phá. Trung kỳ thánh chủ cũng không có cách nào, hiện tại Tần Trần lại có thể làm đến, chẳng lẽ? Hứa Chí Kiệt luôn cảm giác, đối diện Tần Trần, không có phổ thông thánh chủ đơn giản như vậy. Bởi vì phụ thân hắn cũng là thánh chủ, là quản thành cung trong một cái đỉnh cấp trưởng lão, bằng không hắn bên cạnh cũng sẽ không có nhiều như vậy cự đầu bá chủ theo. Đây bản tọa đã từng chém giết một cái đỉnh phong nhân vật bá chủ sau, từ trên người hắn được đến bá chủ bản nguyên, này bá chủ bản nguyên bị bản tọa sau khi luyện hóa, bảo lưu trọng yếu nhất bá chủ lực, vừa may này một cái bá chủ tu luyện thần thông phép tắc cùng ngươi cực cùng loại, bản tọa liền lực dùng thủ đoạn, dẫn động bên trong cơ thể ngươi bản thân bản nguyên, trực tiếp đột phá, không coi vào đâu. Tần Trần từ tốn nói, ngươi cũng đừng nghĩ đến ta tu vi thế nào, bản tọa cũng nói thật cho ngươi biết, bản tọa thực lực vượt qua ngươi tưởng tượng, coi như là các ngươi cung chủ, bản tọa cũng không chút nào sợ hãi. Cho nên ta tìm được ngươi, thậm chí đề thăng ngươi tu vi, cũng không phải muốn lợi dụng ngươi cái gì chỉ là bản tọa cùng ngươi quản thành cung có duyên phận lần này qua đây là có chuyện quan trọng cùng ngươi quản thành cung thương lượng các ngươi quản thành cung có một thánh nữ gọi quản thành tiên tử đi cô gái này đã từng liền nhận qua bản tọa chỉ điểm cái gì tiền bối ngươi hứa chí kiệt không nghe được gì liền nghe được tần trần liền quản thành cung cung chủ đều không sợ hãi câu này quả thực là đem hắn chấn động đến mức kém điểm đã hôn mê quản thành cung chủ là nhân vật nào? Thánh chủ trung kỳ cao thủ hàng đầu, thậm chí tiếp cận trung kỳ đỉnh phong thánh chủ cái thế cường giả, toàn bộ quản nguyệt thiên đều tiến tâm lừng lẫy, là quản nguyệt thiên vô số nam nhân tình nhân trong mộng, quản nguyệt thiên cao cấp nhất mấy tôn cao thủ một trong. Hiện tại người trước mắt này vậy mà nói liền cung chủ đại nhân đều không sợ hãi, chẳng lẽ cũng là trung kỳ thánh chủ cao thủ? Này cả kinh, hứa chí kiệt là không như bình thường thánh chủ nhân vật, tuy là quý hiếm, cường đại, nhưng ở quảng nguyệt thiên như thế bậc trung thiên vực, thật vẫn không tính là trong mong nhân vật, khác nói, chỉ toàn bộ quảng thành cung, ít nhất. Có mười mấy tôn, phụ thân hắn hứa hùng, chính là quảng thành cung một cái sơ kỳ thánh chủ, đỉnh cấp trưởng lão. Thế nhưng trung kỳ thánh chủ, vậy ít ỏi, toàn bộ quảng nguyệt thiên, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người có thể cùng so. Nói đi, Ngươi biết Quản Thành tiên tử sao? Năm đó bản tọa chỉ điểm qua nàng, nghe nói nàng tham gia thiên giới thí luyện sau trở lại Quản Thành cung, bản tọa lần này lên chính là đến gặp nàng một lần, đương nhiên, cũng có chuyện quan trọng thấy các ngươi Quản Thành cung cung chủ. Tần Trần khoát tay một cái nói, Tiền bối đã từng chỉ điểm qua Quản Thành tiên tử. Hứa Chí Kiệt lập tức đứng lên, thần sắc cung kính nói, nguyên lai tiền bối cùng chúng ta quản thành cung còn có như thế sâu xa không sai năm đó là bản tọa chỉ điểm mới làm nàng có một chút lột xác nếu như bản tọa không đoán sai nàng bây giờ cách thánh chủ cảnh giới cũng đều không xa chứ tần trần từ tốn nói tiền bối đúng là thần cơ diệu toán may mắn thư oái sư tỷ từ lúc thiên giới thí luyện quay về sau liền một mực trong cung bế quan có lời đồn sư tỷ đang ở trùng kích thánh chủ cảnh giới nghĩ không ra cùng tiền bối lại có như thế sâu xa, tiền bối có gì phân phó, cứ mở miệng, vãn bối bất chấp gian nguy, không chối từ. Hứa chí kiệt cung duy nói. Lúc đầu, hắn xuất thân quản thành cung lớn như vậy thế lực, căn bản không cần khen tặng bất luận kẻ nào, thế nhưng tần trần biểu hiện ra ngoài thực lực quá kinh khủng, có thể không sợ hãi trung kỳ thánh chủ. Coi như là khoác lác, cũng không dám để cho người ta coi thường huống chi trung kỳ thánh chủ làm không được sự tình hắn có thể đủ làm được hơn nữa còn là trong lúc vất tay sẽ làm đến tình huống như vậy hứa chí kiệt căn bản một chút cũng không dám mạo hiểm phạm ha hả bất chấp gian nguy ngược lại không dùng được ngươi ngươi lần này tới trước chủ yếu vẫn là tới gặp các ngươi quản thành cung cung chủ bởi vì ta có một cái kinh người tình báo muốn nói cho nàng lấy thân phận ngươi cũng có thể giúp bản tọa thông báo một chút để cho bản tọa nhìn thấy quản thành cung chủ đương nhiên bản tọa trực tiếp xông vào quản thành cung cũng không thành vấn đề nhưng bản tọa không muốn làm như vậy để tránh khỏi đưa tới các ngươi quản thành cung địch ý dù sao bản tọa hôm nay tới đây là muốn cùng các ngươi quản thành cung kết giao hữu nghị ngươi có làm hay không được đến cái này không có vấn đề tiền bối đối ta lớn như vậy ân ta một chút chuyện nhỏ này tình đều làm không xong cái gì hồi báo tiền bối ân đức hứa chí kiệt xem tần trần nhìn qua phát hiện hắn biểu tình lạnh nhạt giống như trước hắn nói xông vào quảng thành cung thật dễ dàng một dạng không từ một cái lạnh rung hắn mơ hồ cảm giác được tần trần theo như lời có lẽ là thật chính mình nếu cự tuyệt đối phương nói không chừng người này thật sẽ trực tiếp xông vào quảng thành cung giữa vậy thì tốt tần trần gật đầu tiền bối thỉnh cùng vãn bối đến vãn bối mang tiền bối đi gặp cha ta, cha ta cũng là thánh chủ, tại quảng thành cung là thái thượng trưởng lão, bởi vì vãn bối mặc dù là đệ tử nòng cốt, nhưng cung chủ đại nhân gần nhất đang ở xử lý kế tiếp quản nguyệt thiên ngũ đại thế lực đồng minh đại hội, đệ tử còn chưa có tư cách trực tiếp làm phiền, thế nhưng vãn bối phụ thân có thể thông báo cung chủ đại nhân, để cho tiền bối có thể thấy được cung chủ. Ngũ đại thế lực đồng minh đại hội Đúng, đây là chúng ta quản nguyệt thiên thịnh hội lấy tiền bối thân phận tự nhiên biết hôm nay thiên giới nhìn như hòa bình thật lén các đại thiên vực đấu tranh hết sức kịch liệt chúng ta quản nguyệt thiên thân ở đông thiên giới then chốt chỗ là vùng giao tranh vì vậy thường xuyên sẽ có khác thiên vực thế lực nghĩ hết biện pháp muốn phá hư chúng ta quản nguyệt thiên chúng ta quản nguyệt thiên cao cấp nhất ngũ đại thế lực thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tổ chức đồng minh đại hội thương nghị kế tiếp đối sách cái này đại hội đã tiếp diễn hết mấy vạn năm, lần gần đây nhất đại hội, ngay không lâu sau. Hứa chí kiệt giải thích, ở phía trước dẫn đường. Tần trần tỉ Mỹ tìm kiếm cửu U Thánh chủ bọn họ ký ức, đúng là từ trong chứng kiến một ít tình báo, với lại lần này đồng minh đại hội, cửu U Thánh chủ bọn họ đại biểu diệu diệt phủ thế lực, sẽ đối quản nguyệt thiên mặt khác hai thế lực lớn động thủ, chân chính nhất thống quản nguyệt thiên. Đây cũng là một cơ hội. Tần Trần một bên trầm tư, vừa đi theo hứa chí kiệt đi tới mảnh không gian này nơi sâu xa của đại lục một cái trước truyền tống trận. Truyền tống trận này khí tức cổ xưa, là thời đại viễn cổ liền thành lập, nhờ cự đại không gian đại lục lực lượng, liên tục vận chuyển, có thể truyền tống đến cực xa địa phương. Vừa rơi vào trong truyền tống trận, Tần Trần cũng cảm giác được không gian biến ảo, bất quá hắn thần niệm nhìn rõ mọi việc, tùy thời nắm giữ tất cả. Hứa chí kiệt vụng trộn xem tầng trần một cái, phát hiện người này trấn định tự nhiên, đến bất kỳ địa phương nào, đều như dẫm trên đất bằng, không khỏi âm thầm than thở, đây mới là đại nhân vật khí chất, bất quá ta phải có không sợ hãi cung chủ đại nhân năng lực, cũng chỉ sợ là như thế, thực lực là tất cả căn bản. Âm âm, truyền tống trận dừng lại, tầng trần đi ra truyền tống trận, đã nhìn thấy phiến như tiên cảnh thiên địa, khắp nơi đều thấy thánh khí dũng động nơi này trong không khí lại có ba thành khí lưu là tinh thuần thánh khí rất rõ ràng là có thần thông quảng đại hạ người đem tinh thuần thánh khí bao phủ đến hoàn cảnh chung quanh trong để cho đệ tử thu nhận dễ sử dụng được đệ tử tu vi tinh tiến cái này so quảng hàng cung giao trì thánh địa lợi hại hơn rất nhiều cũng khó trách quảng thành cung thực lực mạnh hơn quảng hàng cung nhiều như vậy ngọn núi kia chính là cha ta đang tu luyện hứa chí kiệt xa xa chỉ vào một cái sơn phong. Tần trần đã sớm phát hiện đỉnh ngọn núi kia, thẳng tủng trời cao, toàn thân trơn truột, trên đỉnh núi dựng một cái cổ xưa đình, đình bên trong, ngồi thẳng một người đàn ông trung niên, thân thể và thiên đạo kết hợp, trong hô hấp, vô tận thánh khí hạ xuống tới, dung nhập trong thân thể hắn, hóa thành tinh thuần thánh chủ lực. Tại Tần trần lúc đi vào sau, người đàn ông trung niên này mạnh mẽ xuống mở mắt, nhìn về phía Tần trần vị đạo hữu kia quan lâm hàng xá vẽ vang cho kẻ hèn này hả chí kiệt ngươi tu vi phụ thân đại nhân vị tiền bối này là một vị thánh chủ đại năng đem hài nhi đề thăng tới bá chủ cảnh tu vi đối hài nhi có ân tái tạo hứa chí kiệt cung kính nói cái gì giúp đỡ ngươi đề thăng cảnh giới làm sao có thể đây vi phụ cũng làm không được sự tình người đàn ông trung niên đứng thẳng lên, khí thế bàn bạc, có kinh người khí lưu tại quanh thân nổ tung, một đôi nhãn thần, nghi hoặc bất định. Bằng hữu làm không được sự tình, ta sẽ làm không tới sao? Tần Trần nhàn nhạt nói, đột nhiên xòe tay ra, ô ô ô ô ô ô, một cổ vòng xoáy khổng lồ, xuất hiện tại Tần Trần trên bàn tay, tức khắc trung niên nam tử kia dựng thân bất ổn, cư nhiên Tần Trần hút qua đây. A. À, vô thượng chân long khí đối mặt lần này người đàn ông trung niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi chấn động lúc sau lưng xuất hiện chân long gầm thét nộ long chấn động ngăn cản hấp lực bày ra phản kích thế nhưng tầng trần công ngón búng ra nhất đạo ngôi sao giống như thánh nguyên đột nhiên nhất bạo đem chín con chân long đều cho trong nháy mắt chấn động đến mức vỡ nát kinh khủng hủy diệt chi lực quét ngang tất cả đây một môn thánh chủ thần thông nhưng tầng trần trong nháy mắt liền vỡ nát, hiển hiện ra song phương căn bản không phải một cái đẳng cấp. Hủy diệt bản nguyên Người đàn ông trung niên cả người rung một cái, bằng hữu lại có thể trưởng khống hủy diệt chi đạo, ngưng luyện ra hủy diệt bản nguyên. Phụ thân, vị tiền bối này đã từng chỉ điểm qua may mắn thư quái sư tỷ, lần này là tới gặp cung chủ đại nhân, nói là có chuyện quan trọng cùng chúng ta quản thành cung thương nghị. Hứa Chí Kiệt nói, hy vọng phụ thân có thể mang vị tiền bối này đi gặp cung chủ đại nhân đã từng chỉ điểm qua may mắn thư oái thánh nữ bằng hữu người mới vừa xuất thủ tu vi cao cường tại hạ hứa hùng là bội phục phải là phục sát đất trung niên nam tử này hứa hùng nói bất quá ta quản thành cung cung chủ đại nhân đang ở chuẩn bị ngũ đại thế lực đồng minh đại hội bình thường không gặp người ngoài vốn lấy các hạ tu vi nhất định có thể được cung chủ đại nhân dẫn kiến, chỉ là không biết cá hạ đến ta quản thành cung vì chuyện gì. Tại hạ đường đột, nhưng vẫn là được trước đó hỏi rõ, bằng không tại hạ cũng không tiện bàn giao. Video đến đây là hết, nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nha.